Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh xe đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến các bác một mẫu xe đạp đua được trang bị phần khung bằng carbon và full bộ chuyển động Shimano Sora. Bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết tổng thể chiếc xe cho các bác xem. Khung carbon, nước sơn thì gần như là mới rồi. Có một vài vết xước nhỏ không đáng kể do quá trình sử dụng. Tổng thể chiếc xe còn rất là mới và đẹp luôn. Tay lắc Sora. Phanh ba mạch Meyer bi vòng, trang bị full group Shimano Sora, đĩa gạt đèn. Bây giờ sẽ vào đánh giá chuyển động với cả bo sai cho các bác xem. Sai của chiếc xe tính từ tâm cực lạc đến khóa một yên là 48 cm. Từ khóa tầm yên đến tâm cực tốt là 50 cm. Chiếc xe phù hợp cho các bác từ 1m64 đến 1m74 là phù hợp. Vâng, một số bác hỏi thường hay hỏi em về giá bán, thì hôm nay em sẽ hướng dẫn các bác ở trên điện thoại ấy, các bác muốn biết cái giá bán của chiếc xe đạp thì các bác ấn vào cho em cái mũi tên trỏ xuống đây. Đấy, nó sẽ hiện ra giá bán. Tất cả các xe bên em là đều giá bán công khai các bác nhá. Và nếu như mà em đã đề không đề giá thì tức là xe đã bán. Và video chỉ là một trong rất nhiều chiếc xe em hiện có. Thì tất cả những cái xe em hiện có ở đường link này các bác nhấn vào để xem tất cả các cái xe em hiện có đầy đủ ảnh và video ở trong đó các bác nhé. Mọi vấn đề về chiếc xe, các bác cần hỏi về xe nào các bác nhắn tin giúp em qua số Zalo 0975 709 943. Đấy, các bác ấn vào đây này, rất là nhiều xe, cái đường link mà em để ở dưới phần mô tả đấy. Và ngoài ra các bác ấn cho em chữ đăng ký cộng ấn chuông chọn tất cả để không bỏ lỡ những cái chiếc xe đẹp em đưa lên trên kênh nhé. Cảm ơn các bác. Tiếp mời các bác tiếp tục xem video. Các bác thấy là chuyển động chiếc xe rất là vượt luôn. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 11.8 triệu. Với một chiếc xe 11.8 triệu các bác đã được một phần khung bằng carbon và full bộ chuyển động Shimano Sora, mức giá rất là rẻ luôn. Và các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943 để bên em tư vấn.
Ngoài ra các bác ấn đăng ký kênh của Tuấn Chuông để theo dõi và biết thêm xe các bạn đang trên kênh. Các bạn đã xem video hoặc là các bác thấy video làm sao.